Xin nhiệt liệt hân hoan chào đón toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay cũng như khán giả xem qua màn ảnh nhỏ. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Ai là Tu Hú. Kính thưa quý vị, thời mạt pháp thầy tu thật giả lẫn lộn, thành phần mượn đạo tạo đời ngày càng gia tăng. Kẻ đi tu chưa dứt hồng trần, người đi tu còn mê khoái lạc, phát áo vàng nhưng tâm vẫn đen thâm. Đi tu nhưng vẫn bon chen, chuyện đời chuyện đạo chuyện nào cũng chen vô. Không biết mấy tay này có đến được Tây Phương Cực Lạc hay không? Chứ tôi thấy đường cực nhọc đang gian cổng đợi, hết kiếp này chắc đỏ súc sanh. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại các thầy tu, thợ tu chưa ai dũng cảm như người chơi của chương trình. Dám lớn tiếng xưng danh mình là Đại Ma Tăng mới ghê. Vâng, hôm nay ngài Đại Ma Tăng đã trở lại để tiếp tục hành trình cùng game show Ai là Tu Hú. Xin kính chào ngài Đại Ma Tăng. Rất vui khi ngài đã trở lại với chương trình game show Ai là Tu Hú. Cũng như thường lệ, chương trình dành ít phút để giao lưu cùng người chơi. Hiện nay thì có một câu chuyện liên quan đến vấn đề tu tập được nhiều người quan tâm, đó là sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ. Vị này được nhiều người tán thán, tôn kính, bên cạnh đó cũng có một số người sân si, chơi trách. Còn ý kiến của ngài Đại Ma Tăng như thế nào? Ngài có suy nghĩ gì về Sư Minh Tuệ? Chắc chắn là đi sai pháp rồi đó. Là ngài Minh Tuệ chỉ lo cho mình thôi. Thời kỳ này đi tu không có đi đâu ngoài đường. Không có đi đâu ngoài đường, ngày này qua tháng nọ như vậy. Ngài nói Sư Minh Tuệ tu sai pháp, còn ngài tu pháp môn gì mà mặc áo cà sa mà cưới vợ? Ngài ăn chay còn đêm thì ngủ mặn. Thầy bảo là tu không đi rong ngoài đường mà tôi thấy thầy cũng đi rong ngoài đường khất thực xin ăn đó thôi. Cái hạnh tu của ông Minh Tuệ thì đây là chỉ một hình, một bên ổng hành được thôi. Bây giờ thầy hỏi quý vị mà đã từng ra cúng dường cho ngài Minh Tuệ nè. Nha. Quý vị thấy ngài Minh Tuệ quý vị có tu theo kịp không? Quý vị có tu theo được được như ổng được theo kịp vậy không? Như vậy nếu không được là chúng ta đã đi sai pháp con đường trung đạo rồi. Chắc chắn là đi sai pháp rồi đó. Nó khẳng định luôn là đi sai pháp con đường trung đạo. Tại vì sao? Tại vì con đường trung đạo là dạy chúng ta không quá ép sát, không quá dưỡng sát. Mà mục tiêu của Đức Phật là muốn tất cả những chư tăng sau này truyền thừa chánh pháp là hoằng dương độ pháp, chứ không phải là bản thân mình lo cho mình. Quý vị nhớ nha, không phải là tự lo cho bản thân mình không, không có giúp cho ai. Mà bây giờ hồi nãy giờ đã chia sẻ là mấy đoạn clip rồi, mấy anh em cũng thấy rồi đó, là ngài Minh Tuệ chỉ lo cho mình thôi. Tới cái nhận thức ăn mà cũng nhận cho mình thôi, chứ không có chia cho người khác. Đâu có chuyện nhận dư đâu mà chia. Mình nhận đủ thôi thì bây giờ mình đâu có nhận nữa, sao chia cho người khác được còn phước được đâu. Tại vì không, mình nhận của người khác nữa mình mới chia cho người ta có cái phước chứ, tại người ta đang còn phước mà. Cái này là ông nói bậy xuyên tạc rồi, chứ tôi thấy mấy clip người ta quay lên thầy Minh Tuệ có nhiều người đem lại thức ăn với nước uống nhiều quá thì thầy cũng chia cho mọi người chứ có ăn mình đâu. Vừa đủ vừa cần thôi chứ mà mình không có tham. Chia nước uống nhỉ, chia nước cho mọi người uống về. Có bánh trái, thì cây thì mọi người dùng thì ăn đi được. Thì bây giờ những ông sư mà đi cặp theo đó, nó có hai nguyên nhân. Một là hai vị sư xuất hiện này, Minh Đạo cũng có qua coi qua. Là hai vị sư này hiện thân để nhắc nhở ngài Minh Đạo, ngài Minh Tuệ, nhắc nhở ngài Minh Tuệ đi cho đúng pháp, tức là tu phải có trường phái. Ngài Đại Ma Tăng tu trường phái gì mà cạo đầu mặc áo thầy tu rồi mà còn được cưới vợ vậy? Dạy tôi tu với, tôi khoái trường phái này quá trời luôn á. Ông Minh Tuệ nhìn ra chỗ này, quý vị nhìn thấy rõ không? Tu phải có trường phái, chứ không phải đi lang bang ngoài đường. Tại sao đi tới đó rồi dừng chân trở lại về, quý vị biết không? Là muốn đến đây nhắc nhở rồi đi về đó. Về chỗ tỉnh xá đàng hoàng, có trường phái đàng hoàng, chứ không có nghiêu ngao vậy. Tại vì sao? Tại thời kỳ Đức Phật khác, thời kỳ này khác. Thời kỳ này đi tu không có đi rong ngoài đường. Không có đi rong ngoài đường, ngày này qua tháng nọ như vậy. Rồi nói là mình hành đầu đà này kia kia nọ, là học hành đầu đà này kia là không đúng. Tu theo ngài Minh Tuệ là không đúng, còn tu theo ngài Đại Ma Tăng là mới đúng hen. Tu là phải mặc áo cà sa vàng và phải cưới vợ là mới đúng hen. Ngày đi khắc thực kiếm ăn, đêm về thì ngủ với vợ, sướng gì bằng thầy ơi. Còn tu theo thầy Minh Tuệ thì khổ, nó buông bỏ hết tài sản, danh vọng, việc làm, không vợ không con, ăn ngày có một bữa, áo mặc thì tự may, ngủ ở nhà hoang, bãi tha ma, nên rất là khổ. Cho nên thầy đâu làm được đâu, thầy phải ganh tị rồi. Tại vì hồi đầu tiên vô là chia sẻ với mấy anh em rồi, cái hạnh đầu đà của ngài Ca Diếp á, là chỉ có ông Ca Diếp làm được thôi, mà Đức Phật dị tình ông Ca Diếp.
mà cho ông Ca Diếp hành thôi, chứ Đức Phật khuyên ông Ca Diếp trở về tỉnh xá đàng hoàng. Mà trong 12, 13 ảnh đồ đà này đó là có 5 cái mà ông Đề Bà Đạt Đa ông đưa ra. Thứ nhất là ăn chay, thấy không? Thứ hai là ngủ ngoài rừng. Thứ ba là tự mai giá. Tại vì mấy sư kêu bằng đọc hạnh mà mình tự mai giá, thấy không? Rồi cái thứ thứ tư là cái gì nữa? Nãy mấy anh em nhớ không? Không nhớ giờ thầy nhắc tiếp luôn. Thì bây giờ là cái thứ nhất là ăn chay, cái thứ hai là ngủ ngoài rừng, cái thứ ba là tự may mặc, cái thứ tư là không nghỉ nhà Phật tử, cái thứ năm là không được mời đi ăn mà phải tự đi khất thực. Như vậy là Đức Phật cấm đâu có cho đâu. Nhưng mà thì năm cái hạnh này nó nằm xen kẽ trong 13 hạnh của ngài Ca Diếp hết trơn rồi. Thì như vậy ngài Ca Diếp có được làm hay không? Không, không cho ngủ trong rừng mà. Ai vậy không? Thì ngài Ca Diếp đâu có được làm, đâu cho ngủ trong rừng, đâu cho ngủ ngoài gò mã đâu, thấy chưa? Thì như vậy là nó có cái mâu thuẫn giữa ông Đề Bà Đạt Đa hỏi năm câu hỏi này lên thì Đức Phật không đồng ý. Thì nếu Đức Phật không đồng ý thì như vậy hạnh Ca Diếp Đức Phật có đồng ý không? Không. Cho nên Đức Phật mới mời Ca Diếp trở về. Mấy anh em thấy rõ không? Thì như vậy hạnh của ông Minh Tệ này, ông đó là ông hành theo 13 hạnh đầu đà đó là ông đã sai pháp. Nhưng mà thời đó Đức Phật không nói Ca Diếp là tại sao? Tại vì Đức Phật trọng tình huynh đệ. Ngài Đại Ma Tăng càng nói càng lòi ra cái dốt của ngài. Maha Ca Diếp là một trong những đệ tử của Đức Phật thì làm gì có tình huynh đệ ở đây. Ngài Đại Ma Tăng nói tu theo 13 hạnh đầu đà là sai pháp. Vậy sao ông Phật đổ ngày xưa cho Maha Ca Diếp thực hành tu 13 hạnh đầu đà? Không lẽ để cho đệ tử mình làm sai à? Rồi ngài Maha Ca Diếp chính là người được Đức Phật truyền y bát. Một cái pháp môn mà được Đức Phật cho thực hành mà ông bảo là sai thì ông nên coi lại cái bản thân của ông và cái trình độ hiểu biết Phật pháp của ông nhé. Ở đây Đức Phật không khuyến khích mọi người tu theo 13 hạnh đầu đà bởi vì nó rất khổ cực và rất khó tu. 13 hạnh đầu đà chỉ dành cho những ai phát nguyện, có tâm muốn tu thực hành 13 hạnh đầu đà, quyết tâm mới tu được thôi. Và nếu như Đức Phật bắt Phật tử và tăng chúng tu theo 13 hạnh đầu đà thì hỏi thời đó có mấy ai tu được. Đệ tử của Phật chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và hôm nay ngài Minh Tuệ đã phát tâm tu 13 hạnh đầu đà và quyết tâm thực hiện nó đến cùng thì có gì sai? Bởi vậy ta nói trình độ của mấy người mà nửa tăng nửa tục dở dở ưng ương á, nói nghe khó lọt lỗ tai. Vừa rồi là thời gian để giao lưu với người chơi và sau đây là ít phút dành cho quảng cáo. Thuốc này công hiệu đại tài, thuốc này quả thật là thuốc tiên, nó chỉ phá bệnh mà không kiêng bệnh gì. Người lớn uống lần một hũ, còn nít thì chia lại làm hai, nhỏ nữa thì chia lại làm ba, uống vô một bụng mày cứt ra một quần. Vâng, đó chính là thần dược Địa Long Đan do Địa Long giáo chủ chế biến ra từ 100% nguyên liệu từ Địa Long nguyên chất, hay còn gọi là con trùng đất hoặc con giun đất. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe các tác dụng của Địa Long Đan từ những lời chia sẻ của Địa Long giáo chủ. Coi vậy chứ trong trời đất cũng có một loại dược liệu chữa được hết. Là con Địa Long, con trùng đó. Nếu mà đã bị sốt siêu vi thì chỉ uống Địa Long một ngày hết. Nếu mà bị siêu vi B mình uống nửa năm hết. Mình nếu là bị HIV thì uống 1 năm 2 năm hết. Thì nó thật, không tin về uống thử. Mà ai bị HIV mà uống Địa Long 1 năm 2 năm vẫn chưa hết thì nếu mà còn sống thì tới chùa Vạn Phước bắt đền cái sư trụ trì ở đây nha. Ngoài những tác dụng giáo chủ vừa chia sẻ thì Địa Long còn trị được bệnh gì nữa không thưa giáo chủ? Cháu con 7 tháng tuổi bị bệnh tan máu bẩm sinh, đau ốm triền miên, hay dạng ung thư, cũng là một dạng ung thư máu. Mà tan máu, máu hồng cầu nó vỡ, nó không chuyển oxy đi được. Cái này bó tay, y học không chữa được. Cái này phải có thần dược mới chữa được. Cái này uống Địa Long cầm cự được. Uống Địa Long cầm cự được với sám hối. Cái này do ngày xưa giết người nhiều quá, đời này bị bệnh tan máu. Địa Long sám hối thêm. Vừa rồi là phần chia sẻ lông bông của Địa Long giáo chủ về tác dụng của Địa Long Đan. Thần dược Địa Long Đan được giáo chủ chế biến từ việc sát hại những con giun đất được nuôi nhốt tại chùa, cho ăn ngày 4 bữa nên rất béo ú, mập tròn, rất tốt để làm dược liệu. Đặc biệt thuốc bán theo cơn, khi nào giáo chủ lên cơn mới lấy thuốc ra bán, hoặc khi có những cơn dịch bệnh thì giáo chủ sẽ đem thuốc ra để lừa gạt chúng sinh.
Địa Long Đan đánh tan HIV, trị sốt siêu vi, trừ đi ung thư. Đặc biệt trong mùa dịch, Địa Long giáo chủ cùng một số đệ tử tung tin đồn Địa Long còn trị được cả bệnh Covid, nên đã bị ăn phạt và bị giáo hội xử lý về tội sát sinh. Tác dụng của Địa Long Đan được giáo chủ quảng cáo là như vậy, nhưng phương thuốc này tới nay chưa được kiểm chứng. Chưa có một tổ chức khoa học nào xác nhận hay kết luận về những tác dụng trị bệnh như một thần dược. Những tác dụng vừa nói ở trên có lẽ là do Địa Long giáo chủ tự bịa ra, cho nên người người nhà nhà cẩn trọng khi sử dụng, không nên sử dụng khi chưa được sự khuyến cáo của bác sĩ. Ở kỳ trước thì người chơi của chương trình đã vượt qua câu hỏi số 2. Và tiếp tục chương trình, chúng ta cùng với người chơi Ngài Đại Ma Tăng sẽ đi đến câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 dành cho Ngài Đại Ma Tăng có nội dung như sau: bình bát khắc thực lớn hay nhỏ là do cái gì? Đáp án A, do lòng tham của vị đó. Đáp án B, do cái bụng của vị đó. Đáp án C, do cái chùa của vị đó. Và cuối cùng là đáp án D, tùy vào sở thích của vị đó. Xin mời Ngài Đại Ma Tăng đưa ra đáp án cho câu hỏi số 3. Và nếu như vượt qua câu hỏi số 3 này thì Ngài Đại Ma Tăng sẽ đạt mức điểm thưởng là 15 chai. Vâng, xin mời Ngài Đại Ma Tăng đưa ra câu trả lời. Mà tùy theo cái bình bát lớn nhỏ là do cái bụng của vị đó. Như vậy là người chơi của chương trình đã đưa ra câu trả lời là đáp án B để trả lời cho câu hỏi số 3. Sau đây là đáp án của chương trình. Xin mời bộ phận kỹ thuật cho tôi biết đâu là câu trả lời đúng của câu hỏi số 3. B là đáp án đúng. Xin chúc mừng người chơi Ngài Đại Ma Tăng đã vượt qua câu hỏi số 3 và đạt mốc điểm thưởng là 15 chai. Xin chúc mừng Ngài Đại Ma Tăng. Xin Ngài Đại Ma Tăng giải thích rõ hơn về quy định sử dụng bình bát trong hệ phái khắc thực cho tôi cũng như quý vị khán giả đây được biết ạ. Bình bát mà thành cái nồi cơm điện là nó không đúng. Mà cái bình bát này là thành cái rổ là không được. Mà cái bình bát này thành cái thùng thiết là không xong. Thấy không? Hãy ra cái hình dáng bình bát này mới gọi là chánh thống và truyền thống. Tại vì bản sao mà bản sao thì phải giống đúng bản gốc. Phải giống. Thấy gì không? Chứ anh đóng ra thì bây giờ anh không được cái gốc thì bây giờ anh phải được cái bản sao chứ. Thì bây giờ anh khác cái bản sao nữa thì như vậy là cánh ấn gì? Ấn giả. Thấy gì không? Ấn giả thì nó dư theo cái cuộc đời thôi là nó đã khổ rồi. Không, nói về cuộc đời, cái mặt thực tế của xã hội thôi, là con người mình thôi, là nó đã chịu cái khổ của cái ân giả rồi đó. Còn nói tới cái pháp Phật và cái thánh định đó, thì mình phạm cái tội rất là lớn. Cho nên mỗi người đệ tử Phật sau khi họ xây dưới giới rồi, là phải có một cái bình bát như thế này. Mà tùy theo cái bình bát lớn nhỏ, là do cái bụng của vị đó. Mấy anh em nắm kịp chưa? Tôi cứ tưởng là bình bát là bằng nhau hết chứ. Ai dè bình bát là phụ thuộc vào cái bụng người đó bự hay nhỏ. Chà, kiểu này mới người nào ăn nhiều bụng bự một cái là phải đem cái bình bát bằng cái thao, bằng cái thúng đi thắt thật à. Nhưng mà tôi thấy các vị tu còn chấp tướng quá, đòi phải là giống hình thức của Đức Phật. Nhưng mà quý vị đã làm đúng chưa? Theo tôi tìm hiểu thì cái bình bát ngày xưa của Đức Phật là làm bằng gốm, bằng đất nung tráng men để chống chảy nước. Còn quý vị bây giờ thì làm bằng gì? Bằng nhôm, bằng đồng, bằng thao, bằng đủ thứ chất liệu hết. Nó như vậy thì có đúng chưa mà chấp tướng? Mình chấp tướng mình là phải làm cho đúng chứ. Nhưng mà tu mà còn chấp tướng thì biết nào giải thoát được. Thời hiện đại rồi tu phải tùy nghi chứ, chứ ở đó mà câu nệ thì chắc chết đói. Nếu như mắc bình bát hoặc là không có bình bát xác thực, ngày đó nhịn đói hoặc là nhịn đói cho tới chết hay sao? Ngài nửa tăng nửa tục mà câu nệ hình thức quá. Nhưng mà hình thức của ngài tu không may hết trơn á. Tu mà về cứ vợ đi khắc thực thì bằng xe gắn máy chạy từng đoạn để gần lại khắc thực. Hồi xưa mấy ông Phật đi khắc thực có dùng xe máy không? Thôi, nói hoài thêm mệt, chúng ta đi đến câu hỏi số 4 đi. Câu hỏi số 4 dành cho Ngài Đại Ma Tăng có nội dung như sau: đi tu để làm gì? Đáp án A, để thành Phật. Đáp án B, để có tiền cưới vợ. Đáp án C, để mượn đạo tạo đời. Và cuối cùng là đáp án D, để đem tiền về nuôi gia đình. Nếu trả lời đúng câu hỏi số 4 thì người chơi sẽ đặt mốc điểm thưởng là 20 chai. Xin mời Ngài Đại Ma Tăng đưa ra đáp án trả lời cho câu hỏi số 4. Có khi không còn cho tiền thì đem về nuôi gia đình nữa. Như vậy là người chơi đã chọn đáp án D, đem tiền về nuôi gia đình. Tôi chưa thấy ai đi tu mà sướng như Ngài Đại Ma Tăng á. Được xin phép về nhà cưới vợ, rồi được cho tiền đem về nuôi gia đình nữa. Ngài Đại Ma Tăng có thể nói rõ hơn một chút cho mọi người hiểu hơn về câu chuyện này không ạ? Cho nên khi thầy trở lại chùa thì lâu lâu á, thầy Thiện Mỹ ông cũng có nhắc thầy. Và thậm chí ông còn đưa tiền đem cho thầy á, là đem về giúp gia đình nữa.
Tại vì ổng thấy thầy tu thèm có tiền cho nên ổng là trụ trì, ổng lo cho đệ tử. Đôi khi ổng còn cho tiền thầy đem về nuôi gia đình nữa. Thầy nói thiệt chứ quý vị luôn, chứ quý vị đừng có nghi ngờ nữa. Vâng, đó là chia sẻ và đáp án của người chơi. Sau đây là đáp án của chương trình. Xin mời phòng máy cho tôi biết đâu là đáp án đúng của câu hỏi số 4. Là đi, xin chúc mừng người chơi đã vượt qua câu hỏi số 4 và xuất sắc đem về cho mình số điểm thưởng lên đến 20 chai. Nhưng mà theo tôi tìm hiểu thì những người đi tu xuất gia thì không có được quyền đem tiền về cho anh em dòng họ mình. Thậm chí là nuôi cha mẹ ruột mình cũng là phạm giới. Không biết thầy trò Ngài Đại Ma Tăng làm như vậy thì có đúng giới luật hay không nữa. Bởi vì của cải vật chất tiền bạc của chùa là của bá gia bá tánh của Phật tử cúng dường cho Tam Bảo để làm Phật sự, chứ không phải để cho những cái người xuất gia đi tu đem về nuôi vợ con hay cha mẹ mình. Điều đó là phạm giới. Kính thưa quý vị, âm thanh vừa rồi đã báo hiệu thời lượng chương trình đã hết. Người chơi của chương trình đã vượt qua câu hỏi số 4 và phần chơi sẽ được tạm gác lại ở đây và được tiếp tục vào phần thi kỳ sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở chương trình kỳ sau.